nhiều quốc gia tranh bá cái lịch sử danh tướng bạo binh, mổ âm tiểu chủ trì dịp ngôn xuyên qua một cái không biết tên lịch sử triều đại. Sắp chết đói thời điểm buộc định khen thưởng thành vương hệ thống, chỉ cần người sử dụng khen thưởng là có thể đổi lấy bất cứ vật gì. Một đồng một người lính. Một đồng một tấn gạo. Còn có thể đổi lịch sử danh tướng, sở bá vương, hạng vũ, sát thần, bạch khởi, binh tiên, hàng tính, ngọa long gia các lượng mà ở hệ thống đổi binh chủng càng là vô địch khắp thiên hạ, hổ báo kỵ, mạch đao doanh, thiết giáp quân. Dịp ngôn vì ở cái này chiến hoang mã loạn thời đại hảo hảo sống sót, liều mạng sống sót, liều mạng phát sóng trực tiếp. Nhưng khi hắn dông binh trăm vạn thời điểm, thiên hạ chư vương toàn bộ đều lúng cúng. Nhanh, quả nhân nguyện ý cắt đất bồi thường. Công chúa quả nhân đâu? Mau hòa thân với Diệp quốc mà các quốc gia đại thần càng là nhau nhau bãi công góp lời, mời vương thượng hướng dịp hoàng đầu hàng. Chương 1 một. một khối tiền một cái binh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Là binh cũng là phỉ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Một phong quân báo bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Dịp gia thôn trưng thu lương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Tứ thúc, ngươi đây là muốn tạo phản A, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Thần binh trên trời rơi xuống, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Cầu huyện trú quân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Hệ thống thăng cấp, siêu nhiều chức năng mới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Yến nhân trương phi lần nữa, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Lý huyện lệnh quyết định. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.